Hello, xin chào các bạn, mình là Mì đây. Hôm nay mình sẽ đến Garden by the Bay. Thì phía trước các bạn là Super Tree. Đây là một cái chỗ, cái cây rất là cao. Và mình nghĩ là mình sẽ không lên đó nhau đây các bạn, tại vì mình dễ mỏi chân lắm. Ok, sau một lúc đi thì cả nhà mình đã đến Amazon Lim nha các bạn. Thì ở đây người ta có những cái khu vực cho thuê xe để đi cho nó nhanh các bạn. Nhưng mà dù sao cả nhà mình cũng đi có một xíu à, không đến nỗi đâu. Và đây là cái bản đồ của Garden by the Bay nè các bạn. Và thứ đầu tiên mình đến được ở đây là rất nhiều cây cối xanh tươi, giúp cho bạn có thể có một không khí trong lành khi đi bộ hoặc là chạy xe đạp nè. Đó, nên rất là nhiều người thường đến đây để tập thể dục luôn. Whoop, như hai mẹ con đó đó, đi xe đạp, tập thể dục chạy bộ ở đó. Và cũng có một số người ở đây ngắm thiên nhiên đẹp đẽ ở đây nè, rất là nhiều cây luôn. Đó, và đây là Marina Bay Sands luôn. Nó là một trong những cái tòa nhà cao nhất mà mình từng gặp đó các bạn. Và ở đây còn có rất là nhiều loài hoa nữa, ví dụ như cái hoa trắng ở đây nè. Còn có cái hoa đỏ nữa nè, rất là đẹp luôn. Và cùng với đó là cái hoa hồng này, quá đẹp. Wow, càng đến gần các bạn mình mới thấy cái super tree kia nó cao thiệt các bạn ơi. Ở đây còn có mấy cái con chuồn chuồn kim loại nữa kìa các bạn, nhìn rất là thẩm mỹ luôn á. Và còn có cái cục nước bé tí đang phun lên kìa, so cute. Đó, cái super tree phải nói là cực kỳ lớn luôn. Và nếu như các bạn nào có thể lên á thì hãy comment bên dưới cho mình biết cảm nhận của các bạn lên đó nha. Nó rất là vui luôn đúng không? Mà chắc các bạn cũng không comment được đâu. Ok, là giờ đã hết giờ nghỉ giải lao. Chúng tôi sắp phải tạm biệt cái con châu chấu kim loại rất đẹp này rồi. Và ở đây thì chúng ta có Dad. Yeah, Dad. Và giờ thì chúng ta hãy mau đến đó thôi. Let's go. Ok, giờ mình sẽ đi lên cái cầu thang này để mình đến Garden by the Bay nha các bạn. Chỗ kia giống như chỉ là mới bắt đầu thôi. Chúng ta đến đó thôi nào các bạn ơi. Yeah. Cái này là thang cuốn hả? Chắc không sao đâu, tại vì mình mới ghi cho các bạn nó là thang cuốn chứ không phải là cầu thang đâu nha. Được rồi. Ủa, mà chúng ta cũng đâu lên thang cuốn nữa đâu. Ủa các bạn, đó là một cái vòng đu quay rất lớn luôn. Chắc là hôm nào đó mình cũng phải qua nó quay phim cho các bạn thôi. Ok, giờ cả nhà mình đang ngắm cái Singapore Flyer này nè, là cái vòng đu quay lớn nhất châu Á đó các bạn. Wow. Giờ các bạn yên tâm đi, chắc chắn là mình cũng sẽ quay cái video đó trên kênh này nè. Nên các bạn đừng quên nhấn like và subscribe, cũng như nhấn luôn cái chuông bên kia cạnh của cái subscribe đó, để không bỏ lỡ video đó nha. Wow, càng đến gần mình mới thấy cái super tree ở đây nó rất là cao luôn. Ở xa đã cao rồi, ở gần còn cao hơn nữa. Và bây giờ mình đã vô được khu vực có nhiều cây cối nhất ở Garden by the Bay theo mình. Thực tế ở đâu cũng có cây mà. Ở đây có những cái nhà lá để mình nghỉ ngơi hoặc là chụp ảnh tự sướng đồ đó các bạn. Rất là hay luôn.
đây là cái Super Tree nè các bạn. Wow, nhà mình đã đến được khu vực này rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, một lần nữa Super Tree nè. Ở đây á, là ở đâu cũng có rất là nhiều lá và cây đồ luôn. Thậm chí ở cái Super Tree này, ở dưới này nó vẫn còn có chỗ để trồng hoa cây luôn nè các bạn. Wow, cổng này là gì thì mình vẫn không biết nữa, nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng nói về mấy cái khu ở trên Super Tree á. Ú là la, ở đằng kia có nguyên cái tượng hình con vẹt luôn kìa bạn. Wow, hình như đó là cái khu vực để bạn vô Super Tree á bạn. Ui, có nguyên cầu luôn kìa, ghê thiệt á. Cái này chắc là đi cảm giác mạnh rồi. Ở đây có nguyên cái tổ ong cầu trượt nè các bạn. Honeycomb. Các bạn nào muốn mình quay tiếp Bee Swarm Simulator không ta? Ở đây có mấy cái nhà nấm nè, chắc cũng mấy con nấm lùng gì á, mình không biết cái phim đó lắm. Tất cả mà mình có thể nói trong cái video này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Ủa, mấy ông còn có video này nữa hả? Nếu mấy ông vẫn còn coi thì tại sao mấy ông không nhấn like và subscribe cho anh Mì đi? Anh Mì có một channel rất là hay luôn á. Mấy ông coi đi, coi đảm bảo chất lượng luôn. Mấy ông vẫn không coi hả? Đăng ký đi. Tôi buồn quá. Giọng luôn. Mấy ông đúng là kiểu xấu. Ông đăng ký kênh cho em Pì.